Xuất hiện đoạn clip các em nhi đồng hợp lớp chất như nước cất khiến nhiều anh chị phải ghen tị. Có thể các bạn không tin vào mắt mình, nhưng đúng ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết năm 2023 với bao nhiêu bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng bánh tét khắp mọi nhà. Như vậy một năm nữa lại chuẩn bị qua đi theo cách không thể nào nhanh hơn và chúng ta lại đón chào năm mới dưới tiết trời se lạnh không thể nào đẹp hơn. Mới đây, một nhóm học sinh tiểu học đã rục rịch họp lớp cuối năm, làm ai cũng cảm thấy nôn nao trong lòng. Đặc biệt hơn là các em còn cháy hết mình, làm nhiều đàn anh đàn chị xem xong đã cảm thấy ghen tị không hề nhẹ. Theo đó, các em nhỏ trong bộ đồng phục màu đỏ đang có mặt tại một quán ăn, dẫn đầu đoàn tàu là hai nam sinh với những câu khẩu hiệu chất như nước cất để khuấy đảo không khí cả lớp. Bên dưới, sĩ số hàng chục em cũng nhiệt tình không kém khi liên tục hò hét, đọc theo khẩu lệnh của thuyền trưởng. Không biết thực đơn bữa tiệc gồm những gì và ai đã đứng ra xếp úp cho các em có một buổi gặp mặt hoành tráng như thế này. Tuy nhiên, cư dân mạng xem được ai cũng tâm phục khẩu phục vì các em tuy còn nhỏ nhưng ai cũng cực sung. Việc học thì hết mình nhưng ăn chơi cũng phải hết sức. Không như lớp mình mặc dù lớn độ rồi, thế nhưng khi có hẹn họp lớp thì người báo bận này, người báo bận kia. Lúc chia tay thì khóc lên khóc xuống nhưng khi họp lớp thì chẳng có móng nào có mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.